Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn download cái Android Studio về máy để cài đặt. Thì các bạn vào trong cái trang developer.android.com và bạn chọn cho mình một cái phiên bản của Windows, Windows 8-bit hoặc là Mac OS. Thì theo các bạn đang sở hữu một cái máy tính với cái hệ điều hành như thế nào? Đây, mình chọn Windows và mình đã đào về và bây giờ mình sẽ mở file cài đặt lên. Ok, sau khi mở file cài đặt lên thì các bạn chọn NAS ha, và chọn Install. Thì quá trình cài đặt bắt đầu và chúng ta sẽ đợi một chút ha. Ok, trong cái bảng data storage này thì các bạn chọn là don't send ha. Rồi cái bảng Android Studio Setup Wizard thì các bạn chọn NAS. Các bạn chọn standard để chúng ta cài đặt cái bảng tiêu chuẩn của Android Studio. Các bạn chọn NAS, các bạn sử dụng một cái UI theme, mình thích cái dash, mình thích cái màn hình màu đen để dễ đọc code ha. Ok, sau đó các bạn chọn cho mình đó cái finish. Ok, chọn finish ha. Thì chọn Android Studio Setup, nó tự động download tất cả cái component, những thành phần về máy. Thì trong phần này thì các bạn đợi cho mình trong một vài phút để nó download về cho xong. Ok, sau khi cài đặt đã xong thì các bạn người hiển thị lên các bạn welcome to Android Studio thì các bạn chọn như vậy là cái quá trình cài đặt đã xong Android Studio. Thì bây giờ các bạn có thể là open cái project những cái suite có sẵn ha, hoặc là các bạn tạo ra một cái mới. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi.